Xin được chuyển sang các thông tin khác. Thưa vị các bạn có thể thấy rằng là tung tích của tàu Sunrise 689 sau 6 ngày mất liên lạc vẫn là một ẩn số. Các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm. Vâng, mời quý vị các bạn cùng hình dung lại rõ hơn về sự vụ mất tích tàu Sunrise 689 đến thời điểm hiện nay, mùng 8 tháng 10. Ngày 23 tháng 9 năm 2014, tàu Sunrise 689 do thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cùng 17 thuyền viên khởi hành từ Hải Phòng sang Singapore nhận hàng. Ngày 2 tháng 10 năm 2014, vào lúc 18 giờ, tàu chở 5.226 tấn dầu gasoil và 18 thuyền viên rời cảng Horizon của Singapore và dự kiến về cảng cửa Việt ở tỉnh Quảng Trị, Việt Nam vào ngày 5 tháng 10. Tuy nhiên đến 18 giờ 40 phút tàu bị mất liên lạc với chi nhánh công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng tại Singapore. Ngày 3 tháng 10 năm 2014, công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng gửi điện và liên lạc qua đài duyên hải bằng hệ thống trực canh DSC nhưng không có tín hiệu xác báo. Ngày 6 tháng 10 năm 2014, cơ quan hàng hải của Singapore cho biết tàu Sunrise 689 bị mất liên lạc ở vị trí 2 độ 57 phút 07 giây vĩ bắc. 105 độ 24 phút 10 giây kinh đông, cách Singapore 115 hải lý, cách côn đảo Việt Nam 360 hải lý. Ngày 7 tháng 10 năm 2014, xác định được danh tính của toàn bộ 18 thuyền viên trên tàu. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam thông báo và kêu gọi các tổ chức quốc tế tham gia và hỗ trợ tìm kiếm tàu Sunrise 689. Ngày 8 tháng 10 năm 2014, đại diện công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng cho biết nghi vấn tàu Sunrise bị cướp biển khống chế. Tàu Sunrise 689 được công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng bắt đầu đưa vào khai thác từ năm 2012, có chiều dài 99,91m, chiều rộng là 16,33m. Đây là loại tàu chuyên chở dầu với tải trọng 5.929 tấn. Hành trình thường xuyên của tàu này là vận chuyển hàng từ Singapore về bến phao xăng dầu Hưng Phát, huyện Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị với chu kỳ 12 ngày. Tổng giá trị của tàu là 125 tỷ đồng. Tàu có 18 thuyền viên được mua bảo hiểm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV.